Nội dung tấm băng rôn này đang khiến nhiều người đi đường rất ngạc nhiên. Nó xuất hiện vào sáng ngày 3 tháng 11 năm 2017 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do một cơ sở kinh doanh massage treo lên. Nhiều người lấy làm lạ vì chưa bao giờ họ nghe đến chuyện dỗ tổ ngành massage, một nghề mà ở một số nơi bị biến tướng để cách dịch vụ không được lành mạnh đút bóng. Nhưng một số người lại cho rằng nhiều nghề có dỗ tổ, có ông tổ thì tại sao nghề massage lại không được có ông tổ? Vậy ông tổ ngành massage là ai và người ta làm gì trong ngày dỗ tổ ngành massage? Công ty thường chọn cái ngày 3 tháng 11 hàng năm là ngày dỗ tổ của ngành massage. Tức là cái ông thầy này là ông thầy Namikoshi, ông thầy là người Nhật Bản. Thì ông đã sáng lập lên cái bộ môn shiatsu của Nhật Bản. Là mình có hiệp hội massage shiatsu. Cho nên là mình sẽ lấy cái ngày đó để cho các bạn là hàng năm sẽ nhớ tới cái tổ nghiệp của mình để về để thắp nhang cho thầy. Tất cả các điều trị viên từ các chi nhánh, từ các nơi về sẽ thắp nhang cho thầy và tất cả các bạn dâng hoa cho thầy ngày hôm đó. Và thường thì cái ngày này thì công ty sẽ lấy cái ngày này để massage bấm huyệt, hỗ trợ trị liệu cho các người lớn tuổi, cho những người cao tuổi và miễn phí hoàn toàn. Cũng chính vì mà người ta nghĩ là massage là nhạy cảm, cho nên là công ty muốn biến cái từ cái nhạy cảm nó thành có thiện cảm trong xã hội. Mỗi lần mà cứ ai nghe nói đi đến massage là người ta sợ lắm, ta sợ nói với người nhà hoặc là những người mà thân của họ đó thì nghĩ là massage sẽ bậy bạ. Nhưng mà cho trong xã hội này mình biết được là massage có thiện cảm trong xã hội chứ không phải là massage nhạy cảm luôn. Hiện phóng viên báo Thanh Niên cũng chưa xác minh được chính xác chuyện vị thầy người Nhật Bản có phải là tổ ngành massage hay không. Tuy nhiên, có vẻ như không phải nghề nghiệp nào cũng dỗ tổ nghề như ngành massage. Sao mình không có tổ nghiệp con ơi, có mình hên xui, mình chạy khách nhiều, mình có tiền nhiều, mình không có tổ thì trời ơi. Massage cũng không có tổ, trời tổ nghiệp, cái tổ nghiệp không có, mà không có cái nào mà có tổ, trời có tổ đình hay là tổ ca hát này nọ thì có chứ hoài ra không có tổ gì hết. Thấy cũng lạ, nhưng tín ngưỡng là tự do của mỗi cá nhân trong xã hội. Ít nhất thì tấm băng rôn cũng cho người đi đường một thông tin thú vị.